Chị Nhàn đang chăm cho bé Phương rồi. Anh đừng lo. Anh đừng có xí vô chuyện nhà tôi như vậy. Tôi không cần sự quan tâm của chủ ý của anh. Người nào việc đấy, đừng gọi cho tôi nữa. Bả bây giờ bả vô làm công ty Hoàng Khải, làm trợ lý cho Nguyễn Tiến Khải. Cô Nhàn lại làm như vậy à? Sao chị em phụ nữ mình cái gì cũng phải hỏi ý kiến chồng vậy? Mình không tự quyết định được hay sao? Thời buổi này nam nữ bình quyền rồi mà. Chị góp với em nha, lợi nhuận chị em mình chia đều. Ừ. Con trai của ông quá lại với con dâu tôi. Bằng chứng đâu? Bà đưa coi. Ờ, bằng chứng đâu? Mơ hả? Mình đang nằm mơ sao? Cuộc chiến không cân sức sẽ có bước ngoặt thế nào trong bộ phim Thách Chí Lật Bài, chỉ có trên YouTube Aqua Entertainment.